Trăm triệu cuốn sách. Tôi là Lê Minh Vương, là một thành viên trong nhóm thế hệ ưu tú. Hôm nay tôi xin đại diện cho nhóm chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm, những cái giá trị, khát vọng và những cái đam mê mà nhóm chúng tôi đang thực hiện. Cùng với đó là những cái trải nghiệm sau khi đọc xong những quyển sách mà Trung Niên tặng. Và cũng chia sẻ thêm với các bạn biết rõ hơn phần nào về nhóm thế hệ ưu tú của chúng tôi, thì các bạn có thể lên fanpage nhóm thế hệ ưu tú để cập nhật những cái dự án, những cái ý tưởng và những cái hoạt động của nhóm chúng tôi. Thì nhóm chúng tôi là những cái người trẻ, những người thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng chung lý tưởng, thích sự sáng tạo, thích đam mê nghiên cứu và có một khát vọng phụng sự. Từ đó có thể khẳng định được giá trị của bản thân và thực hiện được ước mơ của mình. Rất tiếc là hôm qua chúng tôi đã di chuyển về Ninh Thuận để tiến hành khảo sát, lắp đặt, thi công, bôi lọc nước cho những người dân nghèo tại huyện Ninh Thuận, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận quê hương tôi. Nên hôm nay chúng tôi mượn phép quay clip này để có thể chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn phần nào về nhóm của chúng tôi, cũng như là những cái giá trị mà chúng tôi nhận được sau khi đọc xong quyển sách, những quyển sách mà Trung Niên đã tặng. Thì một trong những quyển sách mà chúng tôi rất là tâm huyết đó là quyển Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách của cố chủ tịch Hyundai Chung Ju Ju. Thì đọc xong quyển sách này thì tôi thu nhận được những cái giá trị gì, đó là trong hoàn cảnh khó khăn thì nó sẽ là một cái trở ngại rất là lớn với mọi người, nhưng nó cũng sẽ là một cái liều thuốc tinh thần kích thích rất là mạnh đối với bản thân chúng ta. Nếu chúng ta có đủ bản lĩnh vượt qua những khó khăn đó thì thành công chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Ngoài ra, cái việc mà chúng ta không ngừng học hỏi và cải tiến liên tục những cái tư duy, những cái giá trị phẩm chất của mình cũng được chủ tịch Chung Ju Ju nhắc đến trong quyển sách này. Và một cái vấn đề quan trọng khác đó là chữ tín, sự tín nhiệm, tin tưởng của người khác đối với mình là một cái điều rất là quan trọng là trong vấn đề khởi nghiệp. Và đó là ba giá trị lớn mà chúng tôi đạt được và nhận được sau khi đọc xong quyển sách Không Bao Giờ Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm một vấn đề nữa, đó là chúng ta không nên phụ thuộc quá nhiều vào việc đọc sách. Nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng đọc những quyển sách dạy làm giàu thì chúng ta sẽ giàu, tôi nghĩ cái điều đó là bất khả thi. Quan trọng đó là bản lĩnh của mỗi người và năng lực thật sự là mỗi người có trong bản thân mình. Cùng với đó là cái việc chúng ta chắt lọc được những cái giá trị, những cái kinh nghiệm quý báu của những bậc tiền bối đi trước, từ đó áp dụng vào trong cuộc sống và có thể xử lý những cái tình huống trong cuộc sống của chúng ta. Và cuối cùng tôi xin chia sẻ với các bạn một câu nói rất là hay và triết lý, và nó cũng là slogan của nhóm chúng tôi khi hoạt động, đó là hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn. Và rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe cái clip này, và xin chúc mọi người có một buổi offline thật là thành công và khá được nhiều giá trị. Xin cảm ơn.